Bị cáo Lê Tùng Vân khai có hai bằng đại học, chưa có vợ con và mong được lấy vợ. Khai trước tòa, thầy ông nội Lê Tùng Vân cho rằng ông không theo tôn giáo nào, đã có hai bằng cử nhân, chưa có vợ con và mong được lấy vợ. 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đưa ra xét xử nhóm 6 bị cáo tại tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. 6 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, gồm Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi và Cao Thị Cúc, 62 tuổi, chủ căn hộ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân trình bày trong quá trình điều tra, những đề nghị của luật sư chưa được phản hồi và có nhiều bị hại vắng mặt nên đề nghị tạm hoãn phiên tòa. Sau khoảng 20 phút hội ý, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa. Hội đồng xét xử cho rằng những vấn đề các luật sư nêu lên không ảnh hưởng đến việc tiếp tục mở phiên tòa. Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Tùng VNDUNG lên nói giọng khá nhỏ, yếu và mệt nhọc, vừa nói vừa thở gấp. Bị cáo cho biết, mình sinh ngày 21 tháng 2 năm 1932 và do trí nhớ giảm nên không nhớ địa chỉ nơi sinh. Hiện vẫn độc thân và có hai bằng đại học gồm bằng cử nhân tại Trường Đại học Sài Gòn và bằng cử nhân tiếng Anh. Tôi không theo tôn giáo nào, chưa có vợ con và mong được lấy vợ. Bị cáo Lê Tùng Vân khai. VTC.vn, Việt Nam VTC News Desktop 10 10 09/0 30. Arrow Forward IOSDOC thêm. Close. Do bị cáo Vân nghe không rõ những câu hỏi của hội đồng xét xử nên tòa cho phép bà Vòng Kim Hoa, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, được ngồi cạnh để truyền đạt lại nội dung hội đồng xét xử trao đổi với bị cáo Lê Tùng Vân để bị cáo này trả lời. Tôi quá lớn tuổi, không nhớ gì, không biết bị tội gì. Giờ tòa định sao thì tôi nghe theo vậy, bị cáo Vân nói thêm. 4 bị cáo còn lại, trừ bà Cúc, cũng cho rằng mình không theo tôn giáo nào. Họ không biết cha mẹ là ai và không có thông tin gì về cha mẹ. Bị cáo Trùng Dương cho rằng bản thân không hiểu tại sao trong lý lịch ghi là con của bà Cao Thị Cúc. Còn bị Cúc phủ nhận lý lịch có hai người con và cho rằng con của mình đều do người khác đưa nuôi. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021, các bị cáo sử dụng máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Từ năm 2016, các bị cáo cùng một số người khác đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên Tịnh Thất Bồng Lai. Sau đổi tên cơ sở này thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Bị cáo Lê Tùng Vân là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, phân công vai trò nhiệm vụ cho các bị can còn lại viết kịch bản, tập hát và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt, hành động nơi đây. Sau khi làm video, các đối tượng đưa cho ông Vân xem, thống nhất, đồng ý mới được đăng lên mạng. Có 5 video và một bài viết trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Cơ quan chức năng, qua phân tích, giám định, đã xác định đó là hành vi có tổ chức. Cả 6 bị cáo đều có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Bị cáo Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ông Lê Tùng Vân là ai? Sự kiện, khởi tố vụ án liên quan đến ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai. 173, năm 1990, ông Vân lập ra trại dưỡng lão, cô nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh, tự xưng là giám đốc. Đến năm 2007, tụ điểm này bị phanh phui hoạt động không phép và bị chính quyền huyện Bình Chánh dẹp bỏ. Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai, hay còn có tên gọi mới là Thiền Am bên bờ vũ trụ, sinh năm 1932, quê An Giang, hiện ngụ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông hay tự xưng mình là thầy ông nội, hay hòa thượng, Đại Đức Thích Tâm Đức. Mới đây, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để điều tra các tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân. Trước đó, cơ quan điều tra từng nhận được nhiều phản ánh về việc cơ sở này tự nhận là một cơ sở nuôi trẻ mồ côi, lợi dụng tôn giáo để nhận tiền từ thiện của các mạnh thường quân. Ngoài ra,
còn có các tố cáo về việc tụ điểm này có những hành vi dụ dỗ, quan hệ với trẻ vị thành niên bệnh tâm thần, quan hệ loạn luân. Bản thân ông Lê Tùng Vân tự nhận mình là một người tu hành, không vợ con. Tuy nhiên trước đây ông chưa từng tu hành ở bất kỳ ngôi chùa nào. Sau năm 1975, ông Vân từng từ An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh, sinh sống ở quận 6 và bắt đầu các hoạt động kêu gọi từ thiện cho những đứa trẻ được gọi là trẻ mồ côi đang sống cùng với ông. Năm 1990, ông Vân lập ra trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức ở huyện Bình Chánh, tự xưng là giám đốc, giới thiệu đây là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa. Đến năm 2007, tụ điểm này bị phanh phui hoạt động không phép và bị chính quyền huyện Bình Chánh dẹp bỏ. Năm 2014, ông Vân lập ra Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã xác nhận đây không phải là cơ sở tu viện Phật giáo. Những đứa trẻ ở đây có mẹ sống cùng nhưng tên người cha không xuất hiện trên giấy khai sinh. Vụ việc về Tịnh Thất Bồng Lai đã được Công an huyện Đức Hòa điều tra từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 4 tháng 1 năm 2022 thì khởi tố vụ án. Theo các thông tin trước đó, Tịnh Thất Bồng Lai là khu đất được hộ bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, mua lại, sau đó sửa thành nơi tu tại gia từ năm 2015. Bà Cúc hiện cũng sinh sống tại đây và được cho là mẹ của một số đứa trẻ ở Tịnh Thất. Từ năm 2015, ông Vân về đây cùng sinh sống và cho biết tiếp tục nhận trẻ em mồ côi về nuôi. Cơ quan công an cho hay, ở Tịnh Thất Bồng Lai hiện có 18 người sinh sống, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp. Những người này sinh sống như một đại gia đình, phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An từng khẳng định, Tịnh Thất Bồng Lai không phải là tu viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Theo đó, những người sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo. Tuy nhiên, trước thông tin này, ông Lê Tùng Vân giải thích rằng cơ sở của ông tu tại gia, không cần cơ quan nào công nhận hay cấp phép. Và việc các mạnh thường quân gửi tiền tài trợ cho Tịnh Thất cũng là tự nguyện. Về những đứa trẻ và thanh niên đang sinh sống ở Tịnh Thất, suốt những năm qua, họ đã có những hoạt động khá ồn ào trong giới showbiz. Cụ thể, năm 2014, đệ tử Lê Thanh Huyền Trang tham gia chương trình giọng hát Việt Nhí với trang phục tu hành, tự nhận là trẻ mồ côi ở Tịnh Thất Bồng Lai và đạt giải Á quân. 3 năm sau, hai người giới thiệu là tu sĩ Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên tham gia cuộc thi hát Bolero của đài truyền hình một tỉnh, cũng xuất hiện trong bộ đồ tu hành, giới thiệu là trẻ mồ côi, được thầy ông nội nhận nuôi. 2 năm sau đó, năm đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi ở Tịnh Thất Bồng Lai đã tham gia 2 mùa chương trình thách thức danh hài và đạt giải cao. Từ đó, hàng loạt các kênh YouTube được người của Tịnh Thất lập ra như Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Nhất Nguyên Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Hoàn Nguyên Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, Lê Thanh Huyền Chân Official. Riêng kênh Năm Chú Tiểu hiện có hơn 2 triệu lượt người đăng ký. Trước những lùm xùm ở Tịnh Thất, người tự xưng là Lê Thanh Minh Tùng và là con trai ruột ông Lê Tùng Vân từng lên mạng xã hội tố ông Vân có quan hệ loạn luân với nhiều người trong cơ sở này. Anh cũng tiết lộ, bản thân khi sống ở trại mồ côi Thánh Đức từng bị ám ảnh vì sự bạo hành, chứng kiến cha ruột từng có 7 người vợ, qua lại với hơn 10 người phụ nữ. Trước lời tố cáo của Lê Thanh Minh Tùng, Lê Tùng Vân từng phủ nhận, cho biết mình không hề có quan hệ huyết thống với Minh Tùng. Ông khẳng định một đời tu hành, không vợ, không con, nuôi dưỡng trẻ lang thang để tích đức.